Nhìn giống mấy thằng crazy man quá. Thank you very much. Vậy khen nào thank you? Ủa anh mới nói tôi Superman á. Bậy. Crazy man. Là gì? Là mấy thằng điên á. Ê, không nuôi nấng ngày nào tự nhiên gặp mặt cái chửi là sao? Trời đất ơi, chứ ai ăn bận đồ với cha, chứ bận đồ ghê quá vậy. Làm gì ghê trời ơi, xin lỗi, tự giới thiệu nha, đồ này tôi mặc đi đi làm. Đi làm hả? Ừ. Đi ăn cướp hả? Bậy. Trời là làm việc đàng hoàng. Làm gì mà ăn bận đồ ghê quá vậy? Tự giới thiệu tôi đang đi làm bác sĩ. À ơi. Bậy hoài. Gì? Tướng gì làm bác sĩ gì? Trời ơi, làm bác sĩ thiệt chứ bộ. Bác sĩ bệnh viện nào? Tôi đang làm cho bệnh viện Los Angeles Hospital. Trời ơi, hàng chi lúc này thấy bệnh viện trắng que à. Bậy, tại anh đứng trước anh mới thấy vắng anh ra sao coi. Trời ơi, vô nượp 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 vậy, cản làm không kịp vậy đó. Ủa anh làm không ngoài sao hả? Ờ, làm đằng sau. Không nói đâu không biết. Anh làm gì ngoài sao vậy? Nhà xác. Nói trời. Làm gì không đó? Có gì đâu ngạc nhiên. À. Trời ơi, tôi đang phụ trách về cái khâu mổ xẻ. Mổ xẻ? Ừ. Ê, ê, nhưng mà anh mổ đàn ông hay đàn bà vậy? Anh không thấy tướng tôi hả? Sao? Tướng tôi vậy sao tôi dám mổ đàn ông? Ủa sao vậy? Trời ơi, nó đưa đàn ông vô nào nấy chành bành vậy là sao mổ? À? Mấy thằng đó phải giao cho nghĩa sữa. Còn tôi tướng mảnh khảnh vậy, tôi phải chuyên môn phụ trách về mổ đàn bà và phụ nữ. Ồ vậy? Ủa mình sao tự nhiên chia đàn bà và phụ nữ làm hai là sao vậy? Trời ơi khác chứ. Trời ơi, đàn bà vô tôi mổ 1 phút. À. Phụ nữ tôi vô tôi mổ 1 tiếng. Trời sao, sao lâu vậy? Trời ơi anh không biết gì hết trơn, trời ơi đàn bà vô có gì nữa đâu mổ. À. Nó không già cả rồi, đưa vô cái tôi làm cái rẹt tôi đẩy qua bên. À. Còn phụ nữ vô cái tôi mổ xuống cái tôi phải nghiên cứu. Trời ơi nhiều bộ phận mình phải giữ lại mình nghiên cứu. Ừ. Còn xài được không á? Trời ơi khó khăn lắm chứ bộ. Ghê quá trời. Còn anh sao lúc này sao rồi? Tôi hả? Ừ. Bảo cho anh biết tin mừng. Tin gì mừng? Tôi mới vừa có người yêu. Có người yêu? Ừ. Đàn ông hay đàn bà? Trời ơi. Hả? Nhìn tướng tôi sao nó kỳ vậy? Ủa chứ? Giỡn qua nhìn tướng này coi. Tướng gì không lẽ? Bê đê. Tướng này là đàng hoàng. Người yêu là một người phụ nữ. Phụ nữ 100% chứ không phải là before operator giống như là ông Thảo nói hồi nãy đâu. Tướng đàn ông hả? Tướng đàn ông mà vậy nè. Nhớ là đợt trước là anh là toàn là lấy đàn ông không hả? Mãi, giờ đổi rồi phải xưa không? Rồi, xưa rồi. Nhưng mà đẹp không? Đẹp không? Chịu. Đẹp không? Người yêu tôi hả? Ừ. Trời ơi, nói anh nghe nghe. Đẹp không? Đẹp không? Tôi nói, xấu quắc à. Trời ơi, cái cũng khoe ông ơi. Không, xấu mà khoe làm gì? Chứ giờ người đẹp đó nữa lấy. Ủa sao vậy? Đẹp như Việt Thảo vớt hết rồi. Cha này dữ dội chứ. Trời ơi, thấy chẳng đâu đẹp hơn ai đâu mà người đẹp cho vớt hết trơn vậy. Nhưng mà rồi xấu rồi, ráng lấy vậy đó. Sao không sao, không sao, tao nói xấu xấu nhưng mà về cái mình tân trang lại. Ủa tân trang được hả? Ừ, tân trang sao? Giống giống như là mình mua cái nhà mà cũ không? Về cái mình cái chỗ nào mà không đẹp cái mình sửa lại cho nó đẹp. Trời ơi, người ta mà làm như cái nhà vậy trời. À, ví dụ như mắt không mắt khí không cắt mắt. Đó. Mũi xẹp không chống mũi. Không mỏ hô không tà mỏ. Không cái chỗ nào mà nó lép cái mình bơm nó lên. Ôi. Cái chỗ nào mà nó to quá cái mình nhét nó xuống. Trời ơi, tôi nói là từ trên đứng dưới tôi nói thon thả nó đẹp mặt mày nó đẹp. Trời ơi, tốn biết nhiêu tiền, tốn biết bao nhiêu tiền mới được á. Biết bao nhiêu tiền luôn. À. Trời ơi, giống như anh nói nãy giờ là vậy còn hơn xây cái nhà nữa đó. Chứ sao? Trời ơi, xây nhà đâu nó tốn dữ vậy phải không? Đẹp bây giờ nó đẹp lắm rồi. Đẹp lắm rồi phải không? Dữ dội lắm. Chúc mừng hạnh phúc. Gì chúc mừng? Thì đẹp là chúc mừng hạnh phúc. Chúc ông nội tôi chứ chúc. Thì sao rồi? Đẹp đẹp Việt Thảo thấy Việt Thảo vớt nữa rồi. Sao không giữ cho kỹ? Ừ, bây giờ tôi nói cho Việt Thảo tôi nói thấy gái đẹp là vớt, thấy gái đẹp là vớt à. Đã biết vậy rồi mà còn khi đã làm đẹp rồi mà không ráng giữ. Bởi vậy tôi tức quá anh. Ờ, tức sao? Quá tôi lựa xấu rồi mà cũng còn bị vớt. Rồi. Tức quá tôi viết một bài nhạc nói lên tâm trạng của tôi. Tức quá viết lên một bài hát tâm trạng của anh. Bài hát tâm trạng của những người mà bị đau khổ, bị gái mà nó dụ giống như tôi vậy nè. Ờ. Mê gái giống như tôi vậy nè. Vậy bài hát được mang tên là Trống Máy. Trời ơi, ta có bài trống vắng chứ làm gì có bài trống máy ông ơi. Không, cái bài này bài trống vắng là riêng, còn bài của tôi là cái bài trống máy là trống là tôi nè, còn máy là người yêu tôi đó. Bây giờ tâm sự quá trời vậy phải không? Bây giờ sẵn có bà con cô bác ở đây, bây giờ anh trình bày cái tâm sự qua bài hát này luôn. Được, tôi xác bài hát này tặng bà con cô bác và riêng tặng cha Dược Thảo này chuyên môn vớt mấy người đẹp. vô thử coi. Bình tĩnh. Đừng dặn. Đi qua cái bến của tôi. Ngồi nhìn cái bến càng bơi theo đêm ngày. Bến ơi, bến ơi. Từ khi em đến, vì em anh tiêu xài. Giờ đây anh mới biết có em anh nghèo.
tiền mà anh lầm tha. Tôi em ơi đừng nói mà chi câu nói biệt ly để cho lòng này thêm đau xót, anh ấy bình tâm mà nghe tôi nói. Mất ứng gì cha? Chưa thấy cha nào vô duyên gì cha này à? Gì vô duyên? Đang hát rock and roll sung cần chết tự nhiên cho giọng cổ cha. Không thì có đoạn này rao khổ phải đưa giọng cổ vô nó mới hợp chứ. Người ta gọi là bình đâu cho giọng cổ giao duyên. Trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, trời ơi anh thấy không? Tình yêu nó quan trọng lắm, đừng có quan trọng vấn đề đẹp hay xấu, quan trọng là phải yêu nhau thật lòng. Bởi vì anh không nghe hả? Một tình yêu là một đề tài muôn thuở của nhân loại. Đúng. Cho nên mới có những câu chuyện tình nổi tiếng nói về câu chuyện tình như là Romeo and Juliet. Đúng. Hay gần đây nhất là một bộ phim nổi tiếng nhất trên thế giới nói về một câu chuyện tình xảy ra trên con tàu Titanic. Đúng. Giữa Rose and Jack in the Box. À, bảy. Jack còn không biết được. Tại tôi ăn hamburger quen bị lộn. Bây giờ tôi kể cho anh nghe nè, một câu chuyện tình của đôi trai tài gái sắc. Hai người này thương nhau đắm đuối và hẹn lớn lên sẽ nên nghĩa vợ chồng. Nhưng trái ngang thai, một tai nạn xe cộ thảm khốc đã cướp mất đi đôi chân của anh ta. Trời ơi, coi như từ đây trở lên còn nguyên, từ đây trở xuống trụi lủi. Nhưng mà đâu có sao đâu, tàn tật chút xíu còn yêu được mà. Trời ơi, nhưng mà cái điều quan trọng là ảnh mất có một bộ phận nhỏ thôi, mà nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời của ảnh. Mất luôn. Trời ơi, nguy hiểm quá. Cho nên sau khi gia đình nhà gái biết ảnh không khỏi còn thể nào truyền dòng truyền giống được nữa, cho nên mới đem nàng gả cho một gia đình của một người con trai giàu có. Quá đau khổ. Tuy biết người con trai của gia đình giàu có này là một người con trai cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Mời quý vị thưởng thức một bài hát nói lên tâm trạng tình yêu thê thảm đó. Bài hát được mang tựa đề Tiếng Hát Chim Đa Đa. Xe lăn giống bị bón quá cha ơi. Để yên tôi diễn nha. Thấy người yêu. Ngày nào em tôi 15, anh hay nghe em đôi lấy chồng. Có người chồng thêm ấm đêm đông. Rồi thời gian dần trôi mau, khi hay tin anh đã mất dòng, nhà nàng liền đem gả qua sông. Hôm cô dâu sang nhà chồng, anh lăn xe ra ngồi nhìn nàng bỏ sang sông. Hôm cô dâu sang nhà chồng, ai ru con nghe buồn lòng, lời ru nghe nhớ mong. Âu ơ, âu ơ, có con chim le le nó đầu cánh me, sao không lấy chồng què mà đi lấy chồng. Để con chim le le ngậm ngùi đành ăn me. Để con chim le le ngậm ngùi nằm. Sao không cản tôi cha?
Trời ơi. Ừ, hết bài không kể cô lăn cái vô tới trọng luôn giờ. Quá hay, quá hay. Vỗ tay quý vị. Cảm ơn quý vị. Dữ dội quá. Trời ơi, vậy tình yêu nó khó khăn lắm. À. Bởi vì người ta bưa mới nói là khi thương trái ấu cũng tròn, à, khi ghét trái bò hòn nó cũng méo. Đúng, phải không vậy? À. Cho nên mà khi có tình yêu rồi phải ráng giữ, đừng có phân biệt đẹp hay xấu. À. Không, anh không biết á. Trời ơi, quý vị biết sao nha. Nói cho nghe. Trời quý vị biết sao nha. Trời ơi, thấy anh Việt Thảo không? Sao, thấy, sao? Không? Thấy tướng tá rồi ngon lành không? Thấy Việt Thảo không? Tướng tá quá ngon lành. Yêu đẹp không á? Mặt mày quá đẹp trai luôn. À, à. Nhưng mà người yêu của anh là đẹp đẽ không đẹp à? Đẹp không nhưng à? Mà điều quan trọng là vợ anh á. Vợ vợ sao? Đẹp. Vợ ảnh very very ugly. Vậy vậy. Vụ đó Việt Thảo giấu kỹ lắm. Không phải nói cho khán giả đâu. Không, nó giấu kỹ lắm. Đừng nói. Trời ơi quý vị biết không? Trời ơi đàn bạn. Đấy để tôi kể. Đàn bạn gái trời ơi mắt khí xị à, mắt này nè, mắt này. Trời ơi. Mắt gì chịu nổi không? Mắt gì chịu nổi không? Trời ơi, đi ra đường không mở đèn dám lọt té lắm không? Ờ, vậy mà kêu anh Lợi nói anh Thảo trời ơi tướng tái sao anh ngon lành người yêu đẹp đẹp không mà sao vợ anh trời mắt khí xị vậy anh Thảo? À. Trời ơi ông tự ái liền đang thương mà à. Binh liền. Mình sao? Cái đó không phải là mắt khí à. Cái đó người ta gọi là cửa ngõ tâm hồn. Được, sao vậy? Mắt nó hí hí vậy nó thấy mình tôi mắt nó mở lớn nó thấy nhiều anh mắt công nó lựa. Hay hay hay. Cái này phải giữ nè. Trời ơi cái miệng miệng sao? Đàn bà gái mà miệng hô thấy sợ luôn vậy đó. Miệng nè. Chịu nổi không? Chịu nổi. Dám hôn không? Dám hôn không? Rồi đưa cho cái kịch là dội ra liền. Ờ, vậy mà cự ảnh nó nói trời ơi đàn bà gái miệng hô dữ vậy. À. Anh cũng cự nó nói cái đó không phải là miệng hô. Chứ là gì? Cái đó người ta gọi là mái nhà hạnh phúc. Ủa, sao vậy? Sao vậy? Đi ra ngoài đường lỡ trời mưa núp vô khỏi sợ bị tạt. Trời ơi. Tôi núp thử, tôi núp thử. Núp. Rồi lên lên đi. Trời ơi, nó không bị tạt mà điều nó bị dột. Nước miếng nhiễu quá trời à. Vậy cho nó vậy mà ổng có chịu đây không? Bởi vì cho nó tình yêu mà đừng có quan điểm xấu anh em. Quan trọng nhất là mình phải yêu chứ sao. Cho nên là sẵn dịp ngày hôm nay và Bảo Liêm và Dân Sơn xin gửi đến quý vị một bài song ca thiệt là vui để cầu chúc cho tất cả bà con cô bác có mặt ngày hôm nay được một mùa an khang và thịnh vượng. Đồng ý không? Vô. Ta chúc mọi nhà, chào ta chúc mọi người. Tình thương đem đến khắp nơi gần xa. Cầu mong mưa nước đậm đà, cầu mong xuân khỏe mặn mà. Để ta luôn mãi hai khúc quan ca. Chùa xe yêu thương rộn ràng, gặp một sự sống tìm tàng. Làm ăn mua bán sáng như hào quang. Từ nay ta hết nghèo nàn, từ nay ta hết buồn phiền. Và quý vị của Bảo Liêm Dân Sơn đã đi chấm dứt. Xin hãy kính chào quý vị. Đứng lại. Xong rồi, sao, Bảo Liêm xong rồi. Đứng lại đây. Kính thưa quý vị. Quý vị vừa thưởng thức phần trình diễn của đôi danh hài Vân Sơn và Bảo Liêm. Xin lỗi quý vị. À, xin phép quý vị cho Việt Thảo khoảng đôi phút để xử cái thằng em này. Gì vậy? Tại sao dám nói xấu vợ anh? Anh ngộ quá, vợ anh xấu, ta nói xấu. Con nói nữa. Thảo, anh em nói giỡn mà anh Thảo nóng dữ vậy. Có khán giả mà giờ người ta cười vậy. Vợ xấu. Không, mà Liêm cũng kỳ nữa. Vợ anh Thảo gì mà nói xấu gì? Không phải. Phải. Quá xấu á. Con nói. Tôi sẽ đi tìm lãng quên cùng kỳ. Xin trả cho người tất cả dĩ vãng.